Thì nhờ anh em cộng đồng mạng nếu mà cảm thấy được thấy cháu của mình thì xin liên lạc qua bác sĩ Hải đâu hiệp sĩ Hải này để mình có để về đoàn tụ với trong gia đình, con cháu mình về sum họp trong gia đình đỡ một phần nào ô lo. Ồ, thì nhờ cộng đồng mạng với anh chị em thì giúp đỡ, xin chân thành cảm ơn. Cái đấy là cái điều mình mong muốn nhất hiện tại. Rồi xin cảm ơn và cảm ơn rất nhiều, cũng không biết nói gì hơn. Mình là gọi là người đồng bào thì mình là không biết nói nhiều, phan nhiều hoa thì mình có cái gì mình nói cái đấy thôi chú ơi. Cho nên nhờ chú với anh em trong hiệp sĩ đội này thì nhờ tìm được cháu của mình càng về sớm là càng tốt. Mình mong muốn cái lớn nhất hiện tại là vậy thôi. Còn là dạ em xin phép chào đại gia đình nhà mình. Dạ. Chào các quý khán giả, chào các bạn. Dạ. Dạ rồi thì em xin phép được chuyện trò với chị gái trước ha. Vâng. Chị gái có thể giới thiệu chị tên là gì? Tôi tên là Cáp Phiếc ở Đà Tẻ của tỉnh Lâm Đồng. Dạ. Dạ. Chị là mình là người dân tộc ha. Tôi vâng, tôi là người dân tộc Chăm ạ. Dạ. Hôm nay là chị về đây cùng với ai đây? Đây là ông anh rể, cháu ruột con bà chị gái, đây là chị cũng là chị ruột, là hai anh chị là vợ chồng. Dạ, là người trong nhà mình hết đúng người không? Người trong nhà dạ. Hôm nay đại gia đình nhà mình về đây, về Bình Dương, nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ gì đây ạ? Giờ thì tại vì mình có một đứa cháu bị đi theo mẹ, hai mẹ con đều là bị chứng bệnh tâm thần. Dạ. Là đến giờ đi từ ngày 25 tháng 7 đến giờ chưa về. Bây giờ mình mong muốn là không biết đường nào đi tìm nữa, chỉ có nhờ anh Thanh Hải, anh đội Bình Dương này nhờ giúp đỡ cho gia đình mình tìm được cháu. Còn mẹ của nó hôm qua thì mình đi đón tận Bình Phước là ở Bình Long á, thì cũng đón về tới nhà rồi. Còn cháu thì không biết đi đâu, với lại cháu bị tâm thần trong tối thì không có 1.000 đồng nào, với lại đầu óc không minh mẫn, mình lo nhất là cái đấy. Bởi vậy nhờ anh ở đây và ông đọc màng tìm kiếm cho mình. Cháu này là cháu ruột hay là như thế nào? Cháu đấy? Ruột, con của em gái ruột của mình luôn. Dạ. Mình là chị, mà mẹ của nó là em gái của mình. Vậy là mẹ của em trai này là cũng bị luôn? Mẹ em trai nó cũng bị, hai mẹ con đều bị, mới đâu nhau đi như vậy. Rồi ba của bé đâu? Ba của bé thì đi tù. Vì nói cái đấy là chắc có lẽ không có thuận lợi của lắm trong, dạ, trong cái chuyện này. Này. Đi tù là 17 năm, tuyên án là tù 17 năm là còn cái việc tù tuổi đấy là chắc có lẽ mình không bỏ ra được ở đây. Chắc mấy các bạn là quý cộng đồng mạng là cộng đồng mạng là thông cảm mình không tiết lộ ra cái chuyện này. Dạ vâng. Bây giờ mình đang tìm thời gian tìm cháu thôi. Vậy là cả hai mẹ con là đều bị tâm thần hết? Đúng rồi, bị tâm thần. Bị này là bị lâu chưa hay là cú sốc như thế nào mà dẫn tới cái tình trạng như vậy hả chị? Chắc là mẹ của nó là do là chồng của nó là sai xín suốt ngày không làm việc, là cứ ở trong nhà một thời gian đấy. Chắc đôi khi là đầu tiên là chị thấy hiện tượng là đi vay nóng bên ngoài, vay bên xã hội đen là những cái tờ rơi người ta phát. Dạ. Khi người ta đòi rồi á là không có tiền trả là người ta cũng kích, là người ta gọi điện là không dám ra ngoài, là có suốt ngày đóng cửa. Từ đấy giờ em đấy là bị giờ là hiện tượng đấy, là từ cái ngày đấy đến giờ là 3 năm nay rồi, chắc gần 3 năm. Còn ba của bé là chồng của chị là bị bản án lâu chưa, đi lâu chưa? Mới đi từ tháng 11 năm vừa rồi, mới đây 23 này, đúng rồi, tới tháng 11 năm 24 này á là được 1 năm. Dạ. Là đi đấy. Đấy, khổ ha, bây giờ là gia đình tan nát hết rồi. Tan nát hết. Ba thì đi chạy, mẹ thì cũng vì ba, vì đúng chồng rồi. Đúng rồi. Mà gây nên có thể là cái cảnh nợ nần, bị khủng hoảng về tinh thần, cũng như là về chồng có thể là đối xử không tốt về thể xác, nên dẫn tới cái tình trạng với bị trầm cảm lâu ngày rồi bùng phát nên cái bệnh thần kinh, đúng không ạ? Đúng rồi. Còn em trai là tức là cháu của chị á, là bị lâu chưa? Em trai cháu cũng là được 2 năm nay rồi. Trời đất ơi. 2 năm nay rồi, cũng uống thuốc hoài. Sáng uống chỉ uống, mẹ cũng không chịu uống thuốc, chỉ có một mình con trai uống thuốc, là lấy thuốc bệnh viện tâm thần của Đồng Nai. Biên Hòa. Ở Biên Hòa ấy, cũng có lấy cái thuốc đấy về cho cháu uống sáng tối, là chị là người ở nhà là đưa cho cháu uống. Chị mà đi làm việc là nhờ mấy đứa con của chị là đưa cho cháu ấy uống. Uống. Em trai tức là cháu trai của chị đó, họ tên đầy đủ là gì? Họ tên đầy đủ là Ca Nguồn. Ca Nguồn ha. Đúng rồi. Dạ. Rồi. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? Cháu năm nay được rồi, chắc 18 tuổi. Cháu sinh ngày 24 tháng 7 năm 2006. Dạ. Là cháu đấy. Đấy.
2006 hả? Dạ. Vậy là cái thời điểm mà bị tâm thần là mới đây 2 năm, còn trước kia là vẫn bình thường. Trước kia vẫn bình thường, vẫn đi làm thuê làm mướn, là ai rủ gì là làm đấy. Vậy là mẹ bị trước là con bị sau? Mẹ là bị trước hơn, xong trời rồi con bị sau. Con ngày coi điện thoại không quan tâm, bố thì suốt ngày uống rượu chè cờ bạc, cứ rượu chè là không biết, mở mắt là đi, mở mắt là đi quán đi xã, rồi nợ nần, rồi là túng thiếu, rồi thành ra vay nóng ở bên ngoài, là giờ là không có tiền nữa, xong rồi ngươi làm tội tình, rồi bây giờ lại đi tù. Mình ở Lâm Đồng nữa, là gia đình của bé này là làm nông hả chị? Đúng rồi, trồng trọt ha. Đúng rồi, trồng trọt, làm ruộng, làm vườn điều thôi. Là có được mấy bé này ạ? Hay là có mình bé này thôi? Có hai bé, một bé thì đi ở với sơ, hoàn cảnh gia đình khó khăn ấy, thì giờ thì gửi cho sơ. Một bé sinh năm 2011 đó, là đi gửi với sơ, là ở với sơ rồi. Rồi khổ thật sự khổ. Bây giờ không ai chăm sóc đi, mẹ tâm thần là suốt ngày đánh đập con bé, là không có cách nào để mà gọi là hướng giải quyết trong gia đình. Bây giờ là mẹ của em trai này là không biết gì nữa hả? Vẫn biết, gọi là ăn thì vẫn biết, kiếm cái gì là vẫn biết, gọi là nấu ăn nấu uống, là đi chợ đi búa là vẫn bình thường mọi sinh hoạt. Nhưng mà khi ở một mình ở trong nhà là không nói, là giống như là có người nào nói chuyện với nó, nó cứ giống tự nói một mình, làm nhầm một mình, tự nói giống như có ai đấy đối thoại với nó, nó cứ nói một mình. Rồi khi không chịu ra ngoài mới bảo là giờ đi ra ngoài hàng xóm láng giềng ở chỗ mình tập thủ nói chuyện cho nó khách khoảng đi, là em không có chịu ra, là cứ ở trong nhà. Là có ai chăm sóc chị không? Không, tự nó chăm sóc cho bản thân trời nó. Trời đất ơi, vậy sao tự chăm sóc được đây? Tự nó vẫn biết nấu cơm, nó canh, vẫn đi chợ đi búa giống như bình thường. Mà khi rồi, nó đi, đi lần này là lần hai rồi. Cái đợt trước á, là cũng có dẫn cháu đi, là đi từ thứ hai cho đến thứ... đâu, đi từ thứ năm cho đến chủ nhật là nó về được. Mà đi đợt này là đi dài ngày luôn. Với lại cái gặp cái đợt đấy là chị đi chữa bệnh. Chị là bị bố cổ, bị tuyến giáp, ung thư tuyến giáp. Thì chị đi đấy, đi tình cái bình đây, là ra được bình đấy, xong rồi nghe tên cháu như vậy là chị mới về đây, xong mới đi. Chị cũng có lên trên báo công an rồi, nhưng mà hình như công an cũng chưa tìm được, chưa làm việc nữa. Nên nhờ thấy nóng ruột quá chị mới qua đây. Đây vậy thôi. Thật sự đây là một câu chuyện, một cái hoàn cảnh rất nghẹn lòng. Bản thân em ngồi đây em được lắng nghe, được chuyện trò cùng với gia đình nhà mình, khi em nghe một cái hoàn cảnh như vậy, thật sự đây là không còn gì, không còn cái lời nào để mô tả nữa luôn. Đau đớn hả? Yeah. Ba thì như vậy, mẹ thì sốc quá vì áp lực cuộc sống, vì chồng con như vậy, và dẫn tới cái tình trạng một người phụ nữ mà chịu hết nổi phải bị tâm thần, thì điều đó thật sự là cái điều rất là đáng thương. Đúng rồi. Tới giờ phút này thì con cũng lâm vào cái cảnh như vậy. Khổ ha, thật sự rất khổ, nghe mà em muốn nghẹn lòng luôn. Đúng rồi. Vậy là cháu trai của nhà mình á, đi là cụ thể là ngày nào đấy chị? Cùng đi ngày 25 tháng 7 vừa rồi. Hai mẹ con đi chung ngày? Đi chung một ngày, mẹ chở con đi. Buổi sáng trong khi đó chị đang nằm viện, mà buổi sáng trong khi đó là mẹ chở con đi. Buổi sáng là có con gái mình ở nhà cho đi uống thuốc. Uống thuốc xong rồi buổi trưa đi khi nào không hay biết, buổi chiều mà lại xong rồi là không thấy, là cứ đi đưa uống thuốc rồi là không thấy, tại vì nhà mình ở bên cạnh luôn. Cũng không để ý là hai mẹ con đi khi nào, tới chiều không đi, từ đấy giờ là không về luôn, từ ngày 25 đến giờ. Đi là đi bằng xe gì ạ chị? Đi bằng xe máy. Ủa, xe máy luôn đi hả? Đi bằng xe máy, đi xe máy xong rồi không biết ở đâu đâu, xong rồi cứ mình cứ liên lạc những người mà quen biết, là mình gọi điện hết rồi người ta bảo là không gặp, không gặp. Đấy là cái chỗ đấy. Bất vậy là mình tìm được mẹ của em trai này là ngày nào? Là ngày hôm qua, sáng hôm qua là tầm 6-7 giờ người ta gọi điện, là tại vì có con bé đấy là lấy chồng ở Bình Phước, ở Bình Long, xong rồi nó thấy cái căn cước nó đi 9 giờ đêm tới đấy, vừa mưa nữa. Xong rồi người ta thấy là sao người này giống người dân tộc mà đen thui như thế này. Xong hỏi nó bảo đi đâu, chị đi đâu, bảo nó nói là nó đi coi thăm vườn ở trong này, trong Bình Phước này, nó nói như vậy. Xong rồi cuối cùng là sao mà vườn đâu, chị ở đâu mà có vườn ở trong Bình Phước. Nói xong nó bảo là chị có giấy tờ gì không để tôi coi có căn cước, đem căn cước gì không. Thế là người dân mới lên, nó bảo là có, xong nó đưa căn cước, người ta mới đấy, nhờ bên đấy mà mai là có đứa em nó lấy chồng ở Bình Phước, Bình Long đấy. Xong bảo người đã té, xong mới gọi đấy, xong rồi con này mới xác nhận là người này là có ở gần mình, xong mới giữ lại nó hôm qua gửi
chị tới chạy từ đó rồi đi từ 7 giờ chị chạy từ Đạ Tẻ lên tới Bình Long đây là tới 1 giờ kém chị tới nơi là rước nó về hôm qua. Chị ổn không ạ? Bây giờ hiện tại cái tình trạng sức khỏe của chị ổn không? Chắc vẫn ổn và bây giờ là nói là không biết giống như là biết gì mình hỏi là nó nặng nó nổ mình thêm thôi. Chị, mình có hỏi là con của chị đi đâu rồi không? Thì mình có hỏi là đoàn nào hai mẹ con tách rời là từ đoàn nào, nó bảo là từ Bình Dương. Từ Bình Dương? Nó bảo là tách rời là Bình Dương bị xe bốn chỗ tông. Ôi trời đất ơi. Nó nói vậy, xe bốn chỗ tông. Tông xong rồi á là vừa xe đây tông xong rồi có bác sĩ là người ta đem bình vừa vô bệnh viện, có ăn đưa bệnh viện. Có ăn đưa bệnh viện xong rồi á là xe đấy là người ta lấy cái như cái vẹt xe ai em với cả cái căn cước với căn cước là người ta chụp xong người ta đưa luôn cho nó còn cái căn cước với cái vẹt xe nữa cho nó. Xong rồi á thì hai mẹ con ở đấy xong rồi bảo là công an cho 200.000 đến đóng tiền viện phí cho bệnh viện để khâu ở đây này, bốn mũi ở đầu này. Ai, xong rồi đó từ khi đấy là hai mẹ con ra từ bệnh viện là con đi một nẻo mẹ đi một nẻo. Xong rồi mẹ là bắt xe đi lên Bình Phước, con là không biết chỗ nào luôn. Nó nói là Bình Điền, Dĩ An, Bình Dương, nó nói như vậy. Mà có phải như vậy hay không cũng không rõ. Tại vì vết thương không phải là vết thương, mình khẳng định là hôm qua chị lên tới công an chị chờ là bảo là không có vết thương đấy, không có xe mà tông mà chỉ có một vết chẹp như thế này. Cái này là họ cũng đang nghi ngờ. Thì chị cũng biết bây giờ đang nóng ruột đó, chạy tới đây có tình trạng là như vậy. Vậy là từ đó là hai mẹ con lạc nhau. Hai mẹ con lạc vậy nhau. Vậy là cái xe còn không ạ? Cái xe là không còn luôn. Xe nhà mình là xe gì? Cái xe rim. Biển số bao nhiêu? Xe cái đấy, cái biển số khi nãy là được có đưa đem qua đây đấy. Mình cập nhật thông tin biển số cho anh em chưa? Được rồi. Chưa. Vậy tí là đưa thông tin biển số cho em nhé. Rồi thông tin biển số là mình có đem ở đây rồi. Bởi vì thứ nhất là bây giờ như thông tin của chị gái em gái của chị đúng không ạ? Rồi. Chia sẻ với chị là chưa chắc đó là sự thật. Đúng rồi. Có thể là xảy ra cái tình trạng rất nhiều cái trường hợp, có thể là trên đường gặp những cái đối tượng không tốt. Đúng rồi. Có thể là họ sẽ lấy cái tài sản đó, họ tác động tay chân tới hai mẹ con hoặc như thế nào đó thì mình chưa biết được, chưa xác minh được. Bởi vì là em gái của chị hiện tại là cái trạng thái là không được ổn định như người bình thường, nên mình cũng không thể biết được, đúng không ạ? Đúng. Bây rồi. Giờ gia đình nhà mình rất lo là không biết là cháu của mình đi đâu về đâu như thế nào làm đúng gì rồi, đúng rồi. Sinh năm 2006 là năm nay 18 tuổi rồi. Dạ. Mà rất tiếc ha. Dạ. Thanh niên mà bây giờ là bị như vậy, thật sự đó là một cái điều rất đáng tiếc. Nhà mình có thêm cái thông tin là cháu nhà mình đi về hướng nào ở Bình Dương không? Thì nghe em nó kể, nó bảo là tới Bình Dương là tới cái bệnh viện Thủ Dầu Một. Nó mẹ nó nói như vậy thôi, không biết thông tin nào nữa. Không biết hướng nào cũng không biết. Thì hỏi mẹ nó thì bảo là khi đi á, thì mặc mỗi cái quần ren màu đen, với cái áo khoác á, thì cũng màu đen, dép á, thì cũng dép màu đen luôn. Không, cũng không mặc áo trong. Mẹ nó cung cấp vậy. Tại vì khi đấy mình không ở nhà, nghe con mẹ nó nói như vậy thì mình biết như vậy thôi. Chị cầm lấy tấm hình của cháu nhà mình đi cho đây, cô chú anh chị thấy rõ hơn. Đây, tấm hình của cháu mình đây, mình đang cần tình này. Đấy. Khổ thật sự. Bây giờ gia đình nhà mình sợ nhất điều gì đây? Bây giờ là mình mong muốn nhất là tìm được cháu về nhà. Đây là cái điều mình mong nhất rồi. Sợ rằng là cháu đi ra bên ngoài. Dạ. Yeah. Đặc biệt rằng là không được bình thường mà không may gặp những người không tốt. Dạ. Yeah. Thứ nhất là gặp những người xấu đi. Dạ. Yeah. Họ làm cái điều không tốt với cháu nhà mình, đó là cái thứ nhất. Dạ. Yeah. Cái thứ hai là không biết là ăn uống ra sao, đúng không ạ? Ngủ nghỉ như thế nào? Đặc biệt là cháu nhà mình có một cái căn bệnh trong người, sợ đúng rằng rồi. Tái phát lại làm những cái hành động ảnh hưởng hoặc là làm những cái điều tổn thương tới người khác, đó là cái điều gia đình rất hoang mang và lo lắng. Đúng rồi. Nên cũng là... Rồi bây giờ ở nhà mà khi mà không có thuốc uống là nó cứ đi tới đi lui là nó cũng không chạm đến ai đâu. Nó cũng có tính hiền, chị nó có là... nói tự nói tự cười vậy một mình. Gia đình nhà mình là đông chị em không? Đông, gia đình chị là có 8 chị em ruột mà toàn là chị gái không. Gái không? 8 chị em gái trong nhà. Chị là thuộc về thứ 7 trong nhà. Còn em út là thứ 8. Hai mẹ con em gái của chị là có nhà cửa đàng hoàng chưa? Thì gọi là cái nhà vậy thôi, nhưng mà cái nhà thì cũng không ổn định, gọi là cái nhà thì xây ấy, thì gọi là nhà xây nhưng mà không được sang trang. Trên đấy là mình làm nhà sàn phải không, hay không, là nhà cây, nhà xây, nhà tường, nhà tường, nhưng mà cũng có tiền mà tu,
cái nhà gọi là bu cho bu ra thôi. Cái năm trước á, thì nhà nước cũng có cái cho, năm 2006 nhà nước có chu cấp cho gia đình khó khăn á, thì cũng cho nó một phần, là cái đợt đấy là làm cái nhà được 6 triệu là cũng có cái nhà tình thương cái đợt đấy, là cái nhà cho mây chơi nắng cái đợt đấy. Đến cái nhà đây là đến bây giờ vẫn còn ở cái nhà đấy. Đấy là cái nhà đấy là mình cũng có chụp hình trong cái điện thoại là đem qua đây để coi cho ô mấy anh nha, hiệp sĩ thấy là cái nguồn mà hai mẹ con để mà sinh sống là dựa vào đâu, làm nông hay là làm ruộng? Ruộng ở nhà thì làm thì gọi là làm vậy, nhưng mà mình thuê người ta, người ta có máy cày, máy cuốc là người ta cày cho mình. Thì đi xã thì nhờ anh em, đây là con chú con bác á, thì ra giúp nó khi thu lúa thì ra chở lúa cho nó. Ồ, thì người ta giúp như vậy thôi, chứ còn là tiền ăn sinh hoạt hàng ngày á, thì có gì nó ăn đấy, ăn mắm ăn muối rồi là ăn rau ăn cỏ vậy thôi. Khổ thì mình có bên cạnh, nhưng mà mình có ít cá ít thịt thì đưa cho nó, còn không có, mình không có thì cũng có cái gì để đưa cho cháu, là cái thực tế là như vậy. Ê, chị em thì tất nhiên là phải thương nhau rồi. Đúng rồi. Nhưng mà mỗi người mới hoàn cảnh, mới cuộc sống. Chị em có điều kiện thì mới giúp được. Đúng rồi. Còn chị em cũng có vợ, cũng có chồng, cũng có gia đình riêng. Đúng rồi. Bây giờ mà chưa lo được cho gia đình thì sao mà lo được cho chị em đây, đúng không ạ? Cũng phải hiểu, cũng phải thông cảm ha. Đúng rồi. Chị hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với cháu của mình, để cho cháu của mình nghe được, hoặc là cô chú anh chị trên cộng đồng mạng xem được video này, để giúp cháu của mình sớm quay trở về một ngày gần nhất, an toàn nhất. Bây giờ là nói như thế này mình cũng không biết thì vua tới đây, mà thật sự nói là mình có một phần nào mình yên tâm, với lại một phần này để cho mình dựa dẫm vào là vua tới đây á, thì nếu mà nguồn ơi, nếu mà con coi được cái video này á, thì hãy nhớ quay về gia đình bên tổ ấm của mình, dù có nói có nghèo đi chăng nữa thì con phải cố gắng lên nên để về chúng sống với gia đình, nhất là bác lo cho con và hàng xóm láng giềng ai cũng có tình cảm thương cháu. Từ xưa giờ cháu chưa bao giờ gọi là phá phách, gọi nói chuyện gì toàn là nói thưa dạ, không bao giờ nói hỗn hào một câu nào, cứ quý tính nết. Nhưng mà nó không may là cái bình trầm cảm hay bị tâm thần cho cháu đấy, thì nhờ anh em cộng đồng mạng nếu mà cảm thấy được thấy cháu của mình thì xin liên lạc qua bác sĩ Hải đâu, hiệp sĩ Hải này, để mình có để về đoàn tụ với trong gia đình, con cháu mình về sum họp trong gia đình mình đỡ một phần nào ô lo. Ồ, tuy nhờ cộng đồng mạng với anh chị em á, thì giúp đỡ, xin chân thành cảm ơn nè. Cái đấy là cái điều mình mong muốn nhất hiện tại. Rồi xin cảm ơn và cảm ơn rất nhiều, cũng không biết nói gì hơn. Mình là gọi là cái người đồng bào á, thì mình là không biết nói nhiều văn nhiều hoa, thì mình có cái gì mình nói cái đấy thôi chú ơi. Cho nên nhờ chú với anh em trong hiệp sĩ đội này thì nhờ tìm được cháu của mình càng về sớm là càng tốt. Mình mong muốn cái lớn nhất hiện tại là vậy thôi, còn là bất cứ điều gì xảy ra thì chỉ thấy cho về nhà là được rồi. Đấy, cái điều đấy là cái điều mình trông mong nhất hiện tại. Dạ. Dạ thôi em xin phép chào anh trai. Anh trai có thể giới thiệu anh trai tên là gì? Đêm. Đêm ạ. Anh là bác đúng không ạ? Là bác của bé này đúng không? Đúng. Mình gọi là bác chị, là tại vì chồng của bà chị thứ tư. Gọi là Dượng hả? À, đúng, Dượng, gì Dượng ạ? Dượng bác ạ. Thì anh trai có thể nói một cái lời nào đó gửi tới cháu đi. Dạ, nói không về mà không nói không về không biết nói. Dạ. Rồi chào em trai, em có thể giới thiệu em tên là gì? Dạ em là Nghĩa. Ừ. Em là anh trai của thằng bé. Anh con nhà bác đúng không? Dạ vâng. Ừ. Em có lời nào nhắn nhủ tới em nó đi em. Thật chờ chỉ mong là em nó sớm quay về với gia đình thôi. Bây giờ mà nó lưu lạc về thì gia đình cũng không yên ổn, mà cũng lo lắng, ai nấy cũng lo lắng. Thật sự đây là một câu chuyện rất buồn. Và đặc biệt rằng là hôm nay gia đình nhà mình về đây, bản thân em ở đây em rất ngưỡng mộ cái tinh thần đoàn kết gia đình nhà mình rất nhiều. Yeah. Bởi vì gia đình nhà mình anh chị em rất là thương nhau, đùm bọc lẫn nhau. Yeah. Rất nhiều trường hợp về đây rồi. Yeah. Thậm chí có những người mẹ già từ dưới quê lên đây rất đông con, nhưng mà các con bỏ mặc mẹ. Yeah. Chỉ để mẹ đi một mình. Yeah. Bởi vì anh em ở đây là giúp những cái chương trình tìm kiếm người thân đây. Yeah. Bao nhiêu năm rồi và hàng ngàn vụ rồi. Yeah. Để anh em biết được. Yeah. Yeah. Thật sự thì
bản thân em rất mong muốn là cái tinh thần yêu thương, đoàn kết giữa gia đình sẽ luôn luôn gắn bó, gọi là mình sẽ tồn tại mãi mãi. Còn chào chị gái, thấy chị nãy giờ chị ngồi là chị khóc, em thật sự là thấy chị rất xúc động. Chị là bác hả, bác của bé này hả? Chị có thể nói lời nào với cháu mình không? Nghẹn lòng rồi ha, thương thật. Một câu chuyện một câu chuyện, thật sự câu chuyện này rất là bi đát một gia đình. Tới giờ phút này thì tương lai của em này không biết đi đâu về đâu. Ba thì như vậy, mẹ thì như vậy. Thật sự là rất buồn, rất nghẹn lòng. Thì rất mong rằng tất cả cô chú anh chị xem video này hãy chung tay góp sức cùng với anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải để giúp đời giúp người, đặc biệt là giúp em trai này đang ở đâu đó, để tìm kiếm được cái thông tin để giúp em trai sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Đặc biệt về để mà có thuốc men để điều trị, bởi vì tới giờ phút này là em trai là bây giờ là chưa biết ở đâu, làm gì, như thế nào, có được khỏe hay không, và cái căn bệnh là có bị bộc phát hay không. Phát bộc phát là chắc chắn là sẽ bị rồi, đúng rồi, triệu chứng là chắc chắn rồi. Mình rất mong cần lắm cái sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ, để một ngày gần nhất anh em đội chính Hải sẽ tìm kiếm được thông tin của em trai này để giúp em trai này sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Thôi gia đình nhà mình cố gắng ha. Mình cứ giữ cái tinh thần thương nhau đoàn kết. Chị em mà máu mủ ruột già mà. Đó là cái điều mà thật sự rất là đáng quý. Thì hôm nay gia đình nhà mình về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm cháu nhà mình. Gia đình nhà mình có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm cháu mình về không? Đây là đồng ý, miễn là tìm cháu là thế nào cũng được. Mình anh không trai có đồng ý không đấy. Anh đồng ý không? Em trai đồng ý không? Dạ vâng. Chị gái đồng ý không? Cuối video thì em không biết nói gì hơn, chỉ biết cầu chúc cho gia đình nhà mình thật nhiều sức khỏe. Và đặc biệt là cháu của mình sẽ sớm quay trở về một ngày gần nhất. Em hy vọng rằng có phép màu sẽ xảy ra là mẹ của em trai này cũng như em trai này sẽ khỏi và trở thành người bình thường như bao người khác. Bởi vì là cái câu chuyện này thật sự là giữa mẹ của bé trai này và bé trai này phải chịu quá nhiều tổn thương. Thật sự rất là thương. Rồi xin phép chào gia đình nhà mình là đi xe về quê là cẩn thận nhá. Chúc gia đình nhà mình là thượng lộ bình an. Cảm ơn đội hiệp sĩ Bình Dương. Không có gì hơn, chắc có lẽ nói bằng lời thì cũng không hết. Chỉ nói chỉ lời cảm ơn và cảm ơn thôi. Mình gửi bằng tấm lòng sâu sắc nhất là xin cảm ơn thật nhiều. Hiểu rồi, anh em trong đội hiệp sĩ giúp đỡ mình là mong muốn gặp được cháu sớm hơn. Chúc các anh và các hiệp sĩ của Bình Dương là thật nhiều sức khỏe và công tác tốt với công việc. Cần giúp nhất là những người giống như là hoàn cảnh nên là tụi mình này. Rồi xin cảm ơn. Dạ em xin ghi nhận và em xin cảm ơn gia đình rất nhiều. Xin phép chào gia đình, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.